thu âm quảng cáo, thu âm phát loa, giá cực hấp dẫn. Liên hệ ngay hotline hoặc Zalo. Người trẻ Việt tranh thủ tậu xe máy điện VinFast với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Chất lượng vượt trội, hàm lượng công nghệ cao cùng chính sách bán hàng hấp dẫn là những yếu tố giúp xe máy điện VinFast đốn tim rất nhiều khách hàng trẻ. Giải pháp tài chính tối ưu cho bạn trẻ tựu trường. Dành hơn 2 tuần tìm hiểu kỹ càng, Nguyễn Loan tại Hà Nội quyết định mua VinFast Felix S để sử dụng cho năm học mới. Theo cô sinh viên năm nhất một trường đại học tại Hà Nội, Felix S có thiết kế thời trang hợp với đa dụng nhu cầu di chuyển. Đặc biệt, xe được sản xuất bởi thương hiệu uy tín và có nhiều ưu đãi trong dịp này. Felix S rất hợp với phong cách của mình nên sau khi lái thử xe ở đại lý, gia đình mình đã quyết định mua luôn để hưởng ưu đãi 2 triệu đồng. Tính ra đã tiết kiệm được gần 10% giá xe, Nguyễn Loan chia sẻ. Trong dịp cao điểm trước mùa tựu trường, thị trường xe cho học sinh, sinh viên trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Đây cũng là thời điểm bận rộn nhất của nhiều chủ showroom, các tư vấn bán hàng xe máy điện. 2 tuần gần đây, lượng khách mua xe máy điện VinFast tăng mạnh, chủ yếu khách là học sinh, sinh viên bởi mức giá dễ tiếp cận. Ví dụ, Felix S chỉ từ 25 triệu đồng, Evo 200 và Evo 2. Line hiện tại chỉ từ 16 triệu đồng. Tư vấn bán hàng một showroom trên đường Lê Văn Lương, Hà Nội cho biết. Hiện tại, khách hàng mua Evo 200, Evo 200 Line, Felix S được ưu đãi 2 triệu đồng khi trả thẳng 100% giá trị xe. Các mẫu xe cao cấp hơn, Clara S2, Theon S, Vento S nhận ưu đãi 4 triệu đồng. Khách hàng cũng có thể lựa chọn trả góp từ 6 đến 12 tháng, trong đó 6 tháng đầu được hưởng lãi suất 0%, đồng thời nhận thêm voucher ưu đãi lên đến 2 triệu đồng. Nuôi xe nhàn vì chi phí quá rẻ. Đa dạng về mẫu mã, thiết kế và chi phí sử dụng tiết kiệm, xe máy điện VinFast được nhiều đối tượng khách hàng trẻ ưu ái coi là lựa chọn số 1. Đối với học sinh, sinh viên, tìm kiếm một sản phẩm hợp lý trong tầm giá dưới 20 triệu đồng lại đi kèm ưu đãi hấp dẫn, những mẫu xe phổ thông như Evo 200 và Evo 200 Line là lựa chọn gần như không có đối thủ xứng tầm. Trong khi đó, Felix S lại mang đến cảm giác của một scooter phân khúc cao cấp. Thiết kế này được đánh giá là thời thượng của mẫu xe điện này, phù hợp với những khách hàng là sinh viên đi làm thêm hoặc người mới ra trường. Cùng phân khúc với Felix S, người dùng thường phải chi ra số tiền nhiều hơn đến khoảng 3 triệu đồng nếu chọn xe xăng. Hơn thế nữa, chi phí vận hành của mẫu xe tay ga VinFast được nhiều người dùng đánh giá rẻ hơn hẳn. Từ ngày dùng Felix S, tôi không mấy khi để ý đến chi phí nuôi xe vì quá rẻ. Gói thuê pin của VinFast cũng rất hợp lý. Tính ra mỗi ngày tôi chỉ trả chưa tới 10.000 đồng. Phan Nam, sinh viên đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ. Nam đang sử dụng gói thuê pin 250.000 đồng một tháng cho quãng đường di chuyển dưới 1.000 km, cộng thêm tiền sạc điện hàng tháng. Anh ước tính chi phí vận hành của Felix S chỉ bằng khoảng một nửa tiền đổ xăng của xe tay ga cùng phân khúc, tiết kiệm được rất nhiều so với trước đây. Không chỉ tối ưu về chi phí năng lượng, các mẫu xe máy điện VinFast nói chung còn giúp chủ xe tiết kiệm hầu bao nhờ việc bảo dưỡng rất rẻ. Nam cho biết từ khi đổi sang Felix S, anh mới đi bảo dưỡng một lần với chi phí chỉ khoảng vài chục nghìn đồng, trong khi xe máy xăng phải đi bảo dưỡng với tần suất cao và tốn kém hơn nhiều. Bên cạnh đó, cả Felix S, Evo 200 và Evo 200 Line đều là những dòng xe mang đến sự an tâm tối đa cho người dùng. Các mẫu xe này đều sử dụng pin LFP đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của Việt Nam và quốc tế, đồng thời cho phép xe di chuyển với quãng đường dài lên đến 200 km. Theo các chuyên gia trong ngành, VinFast đã rất nhanh nhạy khi đưa ra chính sách bán hàng tối ưu vào đúng thời điểm nhiều phụ huynh tìm mua xe cho con đón năm học mới. Giá bán hấp dẫn kèm các ưu điểm vượt trội của xe máy điện, đặc biệt khi so sánh với các mẫu xe máy xăng không có nhiều đổi mới trong những năm qua, sẽ là đòn bẩy để hãng xe Việt nhanh chóng đẩy mạnh thị phần trong những tháng còn lại của năm 2024. Từ VinFast, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Sản xuất intro quảng cáo ấn tượng cho công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chỉ với 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.